Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của B Channel. Và sau một thời gian dài nghiên cứu thì Huawei đã cho ra một cái công nghệ có tên là Galaxy Turbo. Sắp tới đây thì Samsung cũng sẽ có một cái công nghệ tương tự. Như vậy thì công nghệ mới này của Samsung sẽ có những điểm gì nổi bật và liệu nó có thực sự giúp ích cho những chiếc smartphone của hãng hay không? Hãy cùng Trinh theo dõi hết clip này nhé. Trước tiên thì mình sẽ nói lại một chút xíu về cái công nghệ GPU Turbo. Các bạn có hiểu đơn giản nhất thì nó sẽ là một cái phần mềm để kích GPU làm sao cho có hiệu năng mượt mà nhất và cái đồ họa sẽ xử lý tốt hơn. Theo như Huawei chia sẻ thì đây chính là động thái mà hãng thể hiện cái thiện chí là muốn tối ưu phần cứng và phần mềm. Với GPU Turbo thì chúng ta sẽ tăng lên được cái hiệu năng lên đến con số là 60% và có thể tiết kiệm điện năng là 30%. Những con số này thì sẽ giúp cho người dùng trải nghiệm chơi game và xem phim hay là quay clip tốt hơn hẳn. Trên thị trường tại thời điểm hiện tại chúng ta sẽ có 3 loại GPU nếu như mà chúng ta tính luôn con GPU sắp tới của Samsung. Tiếp theo là Qualcomm với Adreno Turbo thì cái công nghệ này được sử dụng trên những cái thiết bị của có sử dụng với con chip Snapdragon. Nó cũng cùng một cái nhiệm vụ giống như là giống như cái công nghệ đến từ Huawei, đó chính là làm thế nào để có thể tăng được hiệu năng, làm cho chiếc điện thoại sử dụng mượt mà hơn và có thể tiết kiệm được điện năng. Cuối cùng là công nghệ của Samsung, nhân vật chính mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Tiếp tục thể hiện tinh thần quyết chiến với những hãng smartphone của Trung Quốc thì Samsung vừa nộp đơn xin đăng ký tên thương hiệu mới có tên gọi là Neuro Game Booster. Đây là công nghệ tăng tốc GPU tương tự như là GPU Turbo của Huawei, giúp thiết bị có khả năng là tăng cường được hiệu năng khi mà thực hiện các tác vụ nặng. Theo một trang đưa tin đó thì phần mềm trí tuệ nhân tạo sẽ tối ưu hóa hiệu năng của GPU, giúp cho chiếc điện thoại có thể trải nghiệm chơi game mượt mà và đồ họa tốt hơn. Như vậy thì với lại cái công nghệ GPU mới này thì Samsung có thể làm chủ về cả phần cứng và phần mềm, bởi vì Samsung có sử dụng con chip Exynos. Tới lúc này thì có thể kiểm soát được hiệu suất như thế nào cho chiếc điện thoại của mình có được cái hiệu năng tốt nhất. Cuối cùng thì công nghệ mới này của Samsung sẽ được dự kiến là ra mắt cùng với là S10 vào sự kiện tháng 2 sắp tới đây. Chúng ta thấy là những cái công nghệ và trí tuệ nhân tạo trên smartphone thì ngày càng phát triển từ phần cứng đến phần mềm, cho nên cái việc là phải có công nghệ GPU để có thể tăng được hiệu năng là điều vô cùng cần thiết. Và khơi mào cho cái xu hướng này có thể thấy là người tiên phong là Huawei, và tới đây chúng ta sẽ chào đón là Samsung, và rất có thể trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ cùng chào đón những công nghệ đến từ những cái nhà như là Xiaomi, Oppo hoặc là Vivo. Đây sẽ là công nghệ tiếp theo không thể nào vắng mặt trên những chiếc smartphone của năm 2019. Tuy nhiên thì nó vẫn còn tồn tại khá là nhiều điểm bất cập. Ví dụ như cái việc là GPU giúp cho hiệu năng của máy tăng lên thì phần cứng nó sẽ đạt tới cái mức tối đa, xảy ra cái tình trạng là máy bị nóng và nó sẽ có thể xảy ra những cái dấu hiệu bị lỗi này nọ. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón xem là những chiếc smartphone khi mà có những cái công nghệ này thì nó sẽ có những cái điểm gì khác biệt nhé. Hãy cùng chờ đón xem nào. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của B Channel nhé. Bye bye. Alo, annyeonghaseyo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay. Đây là một cái content rất là vĩ mô, rất là khó, viết cả một ngày, viết xong bệnh luôn. Và sau một cái con gì vậy? Đừng bay nữa, để chị quay em.